tiếp tục thôi. Sao thơm dữ ta. Đây, lỗ 7 của đồng nghiệp đánh cũ nè. Ý, sao có mùi thơm như vậy? Ui, sạp 7 rồi. Mùi thơm ngực đồng luôn. Nè, chuối còn luôn. Ôi, đây kìa, kìa, dính rồi, dính rồi, dính rồi các bạn ơi. Dính rồi. Thảo gỗ nguyên con hương luôn. Ôi, nó quắn qua đây chứ gì. Đây các bạn. Ồ, đứt gãy chân rồi. Hương đực. Đây các bạn ơi. Nó nằm đây. Ui, tuyệt vời, tuyệt vời. Đẹp chưa các bạn? Ồ, nó lôi vô đây quá trời luôn nè. Dây nè, nó lôi nè. Nắm đuôi chắc nè. Để nó sảy. Rồi nó lòn trong đây nữa, sao lấy đây. Cái chân vàng đứt luôn rồi. Một tay quay, một tay cầm. Ở đây cần gắn cái máy kia lên để đeo vô ngực rồi bắt cho dễ nha các bạn. Một bẫy đầu tiên. Lóc luôn các bạn ơi. Lôi này đẹp quá luôn. À. Đó, đi ngang đây là lụm thôi. Có mua nước uống nè. Chuối đây, cái túi nè. Ở đây nó hết chuối mình bẻ ra làm đôi cái. Đó, cho nó thêm, cho nó đậm đà hương vị Việt Nam. Cường đánh bẫy là nếu anh em là theo dõi thì sẽ biết đánh ít lắm nhưng mà xác định không à, đánh ít nhưng mà xác định vị trí nào mà Cường đánh rồi là phải lụm, không cần nhiều, 5-17 hoặc là 1-27 thôi. Tiếp tục nha các bạn. Cái thứ hai coi. Rồi xong luôn, im gu. Ở đây Cường quay thoải mái các bạn. Các bạn xem video của Cường thì cũng thông cảm nha. Cái clip trước thì gần nhà quá, dính con hương 4,5 kg đó các bạn. Cường không dám quay ở trên vậy nè, toàn quay dưới đất không à. Đây, lộ điểm các bạn ơi, dân bẫy cũng nhiều lắm. Cái bẫy này các bạn. Đẹp không? Hai trái chuối còn luôn. Đó, đi một đường ngang đây là lụm. Hai cái rồi các bạn ơi. Rồi, cái thứ ba. Lóc luôn, chuối còn luôn nè các bạn. Đúng không? Nè các bạn nằm đây nè. Nhiều lúc nó bước hụt thì sao? Cái cây này không phải muốn chim là chim nha các bạn. Đó, tại mình thích mình chim thôi. Để cây này nè, nó né cây, nó đạp. Cái nó bước qua đây, là ngay trung tâm của cái bàn luôn. Cái cây đó cũng là cái mẹo đó. Nhưng mà không phải là muốn để là để nha. Phải tùy chỗ để nha. Trồng bể để là nó không đi đâu. Ui, cái hang cua gì bự dữ trời. Bự như cái hang động vậy. Này, sâu tuốt trong. Rồi. Cái thứ tư. Im gu luôn các bạn ơi. Quá đẹp. Nhưng mà bữa nay lóc. Cái thứ tư cũng chưa có hiện tượng gì luôn. Cái thứ năm các bạn. Đánh ngay góc tường nè. Đây, hai chuối nè. Cái thứ sáu nè. Còn chuối luôn. Cái này dính mau gừng nữa bạn. Ký mấy. Cường thả luôn. Hù dấu chân bấy nhảy dưới đây kìa. Hình như là gái cá thì. Nè. Ô gái cá. Mà nó ở dưới nước rồi mà nó không có lên. Nó đi lúng rồi các bạn thấy không? Cái chân nó lúng. Nó trên lên đây là lụm rồi. Mà gái cá đâu có ăn chuối đâu.
ăn đấm với ăn đá rồi không. Để nước đây, qua kia thăm cái nữa. Đó có cái thứ bảy luôn rồi, chưa thấy gì luôn. Ở đây có gà rừng luôn nha các bạn. Nghe dân nói đây có gà rừng á. Lụm chính thức lóc. Điểm mới nên Cường cũng quay chia sẻ luôn các bạn ơi. Chứ thật chắc ra mới đánh có một đêm, mình cũng chưa biết kết quả nữa. Chưa biết kết quả là sao luôn á. Đây, hiện trường của con mau gừng nè. Ký mấy nè. Nó quấn đây các bạn. Từ cái lỗ mé nước kia mà chạy qua tới đây. Cường thả à. Bấy sấy luôn nè. Nói là phải có minh chứng người ta mới tin chứ. Nó bằng miệng ai tin đúng không nè. Nó quấn ngay cây nè. Chạy nước suối. Hôm qua Cường bỏ quên đây luôn. Như cái này cái thứ 8 rồi nè. Thứ 8 rồi các bạn. Đây. Bảy đây nè. Chuối còn nè. Đây nè. Ui. Xong phim. 8 cái rồi không có rồi. Coi như lóc rồi. Ở đây quay thoải mái nên Cường quay nguyên sọt luôn các bạn. Cũng không ngại ngùng gì hết. Không cần cắt ghép hay là mình cắt bỏ mấy đoạn không dính rồi. Nguyên sọt 10 cái thăm cho xong luôn. Rồi cái thứ 9 em gu luôn. Chết bà rồi. Không lẽ ăn chuối thiệt cho ta. Ui lòi lá luôn. Đem chuối theo là bộ ăn chuối hả? Chuối là để hương ăn chứ. Lòi lá gãi lên. Đừng có sập cái khơn ông thằng. Đó ok. Còn cái cuối cùng. Ui nản quá. Tự nhiên thăm còn cái cuối cùng nản rồi đó. 9 cái không có gì thôi. Thua. Còn cái cuối cùng luôn các bạn ơi. Cường tính đem thêm 5 cái nữa. Đánh nhiều nhiều ở đây cho nó bít chỗ luôn các bạn. Để coi hôm nay thăm có thành quả gì không rồi mình mới ra kết quả được. Rồi. Bye bạn. Vô rồi. Bye bạn ơi. Đây, con hướng. Trời ơi, con hướng. Vô, cái cuối cùng. Tại vì người ta nói cái nguy hiểm nhất là cái cuối cùng rồi các bạn. Ôi, cái chân đó. Ôi, vui. Vui bao quá trời ơi. Nè, cái lỗ 7 nè các bạn. Đây, lỗ 7 của tôi đây. Cái bàn đây. Cái cuối cùng làm nên. Thì tích. Quá sức. Ui trời ơi, nắng này các bạn ơi. Mình phải sở ra thôi. Cái móc đây. Nó quấn trong này quá trời nè. Để đây là nó hóc nắng, hồi nó đai nữa. Tình cảm với nó một tí. Thôi nó quấn ở đây một cục. Con này mấy ký đây, chắc cỡ 2 ký mấy à. Tầm 2 ký rưỡi à. Quá đã tuyệt vời. Dưới 10 cây cam. Đây, đang sở cái móc ra các bạn. Lô này vô mát xử. Ngồi đây xử, hồi nó đai á. Đi về đây. Ra đây chú Bảo. À ra. Ra đây chú Biểu. Ra đây nè. Ui trời ơi. Tuyệt vời các bạn ơi. 2 ký mấy rồi. Quá ngon rồi. 10 cái 7 của tôi đây. Các bạn ơi. Đã chưa. Quá ngon. Đây. Đốp bây giờ nghe mày. Đây. Tuyệt vời. Ui. Đây.
Đuối rồi, đuối rồi. Rồi để cần gắn máy vô bỏ túi nữa nha các bạn. Đi đâu nữa bây giờ, con này được con cái này. Ôi con cái, vô kèo, vô kèo, vô kèo. Con cái rồi. Đặt lại kiếm con đực mới coi. Quá ngon. Rồi, giờ mình bỏ túi xong mình căng luôn nha các bạn. Con cái nha các bạn nè, có con chim nè. Nè, giờ coi nè. Nè, nó. Chim đó. Con bướm của nó đó. Rồi ok, nằm yên này nghe, ta lấy cái túi nha. Đó rồi, còn 2-7 cuối luôn các bạn. Ở đây cái bẫy nè. Cái dây bẫy nè các bạn. Ui, tăng cường thêm 6 cái nữa. Là tổng cộng ở đây là 16 cái các bạn. Giờ còn 2 cái cuối, mới thăm 1 cái còn cái cuối luôn. Rồi, xóa video thôi. Ê! Lụm hàng. Có người không mà la lớn quá vậy? Mừng quá là lớn. Lên con hương nữa các bạn. Đây. Kìa, nằm trong đó kìa, các bạn thấy không? Lỗ bẫy nè. Đó, bàn nè, dây nè. Đây, đây. Cái này được đây. Cái này được đây. Tuyệt vời. Trời ơi, sao nó làm mình hồi hộp cái kiểu mà phút cuối không các bạn. Nó không bao giờ mà dính mấy cái bẫy đầu. Còn nó dính mấy cái bẫy cuối không à. Giờ để coi được 2 cái nha các bạn. Nó đi kìa, vòng quanh kìa. Nó không cho nắm đuôi mà. Được 2 cái rồi. Rồi cái tiếp nữa các bạn ơi. Con cái. Nè, cái nữa nè. Con này trắng sáng hơn con hôm qua nữa nè. Con hôm qua hơi đen. Con này trắng sáng nè. Đây cái tay nè các bạn thấy không? Con hôm qua có bầu, không biết con này có bầu không nữa. Sẵn coi luôn nha các bạn. Con này ký mấy nữa quá. Ký 8, 2 ký nữa nè. Còn khỏe hơn con hôm qua. Ui, con này không có bầu à. Con này không có. Nè các bạn thấy không, không có cái vú luôn nè. Vú không đỏ, vú không lồi luôn. Không có nở vú luôn. Con này không có bầu các bạn. Rồi bắt nhanh gọn lẹ luôn nè. Ê, quá đớp giò các mày. Xe qua kia thì ta đạp cái cạm ra cho mày. Lớp giò kìa không? Con này không có bầu. Bớm nó cũng không nở luôn. Tức là nó chưa giao phối luôn á các bạn. Vú không có luôn, không nở luôn. Con này đẹp hơn con hôm qua. Trắng sáng hơn. Đây là con hương. Đây là bẫy cuối nữa các bạn. Phút 90 nữa nè. Nè cái con hôm qua là nó dính ở gần cái cùm các bạn nè. Cái chân nó gần cái cùm bằng chân. Con hôm nay nó lên tới cái ống quyển. Ống quyển cùi chỏ. Đó để anh em xem video á. Cứ tưởng là lấy một con ra diễn nha. Đây là mình trong nghề nên mình nói cho các bạn biết thôi. Nếu mà các bạn không tin thì lấy cái clip hôm qua ra so sánh cái dính ở bàn chân và cái dính ở cái cùi chỏ nè. Đó. Này là nguyên lứa nha các bạn. Nguyên lứa luôn rồi. Con hôm qua có bầu, con này không có nè. Đó. Không có vú luôn. Lên hàng, tiếp tục. Tuyệt vời. Hôm nay đi thăm 16 cái bẫy các bạn ơi. Vẫn tiếp tục như hôm bữa nè. Đây, đem theo chai nước. Cái túi với chuối nè các bạn. Rồi mỗi một cái một trái chuối. Ủa, cái gì gù bú trời nè. Ý con ba khía bị ăn nè các bạn.
chỗ ăn hay là hương ăn không biết luôn. Con ba khía nè, nè ba khía nè, chỗ ụ gì nó bị ăn thịt rồi nè. Ở đây có cái bẫy, cái đường này ngon ghê các bạn, mà nó không bao giờ thấy sạch luôn các bạn, không hiểu. Còn cái đường tàu lao với lao thì sạch luôn, thường xuyên luôn. Nè, bẫy nằm đây nè. Đó. Rồi. Đi tiếp luôn các bạn ơi. Ủa, ở đây là gần ngập mặn nha các bạn nè. Nước nó dâng lên nè. Đây, lại quay nè. Ở đây bà khía nè, nước nó dâng nè, các bạn thấy không? Nước quá trời luôn nè. Đường ngập mặn bữa nay nó ngập thiệt luôn các bạn ơi. Nè nước nè. Bởi vì ngập kiểu này là ngập bảy xét bảy mau hư bảy lắm. Tình hình này thấy chua quá. Không biết bữa nay có xóa video không, tại vì thấy nước quá trời luôn, là ngập bảy hết rồi. Nè cái này clip trước nè các bạn, dính con hương nè. Nó nằm ở đây nè các bạn, nó quấn ở đây nè. Hương tơ có 1,5 kg à. Ở đây cường bắt được là, nói chung ra là bắt lằn lứa nè. Nè nước nó ngập lên, nó nổi mà sóng đánh nó có cái giềng luôn nè các bạn. Ghê thì chứ. Rồi cho chú vô luôn. Một tay quay một tay cho chú hơi khó nha các bạn. À dạ. Đó. Rồi tiếp tục các bạn ơi. Nó bên này đi ngược lại hướng đầu nè. Hướng cuối ngày hôm qua nè, trở lại hướng đầu nè. Trời ơi, nước linh láng luôn. Thăm gì nữa mà thăm. Có mấy cây gò thì nó vẫn còn khô khô nè. Nước lên lòi bàn luôn các bạn không? Mình nhém ra thôi các bạn ơi. Nhém được gì nhém. Đừng có bập bập vô tay cái ông nội đang thọt thọt vô đó. Vô tay cái ăn cám luôn. Ba cái bẫy rồi đó. Chưa thấy gì luôn. Chơi sang chơi lần trái luôn đó các bạn. Mỗi lần đi cái sách lần cả nãy thì 2 kg mấy 3 kg. Muốn bằng cũng trồn luôn. Tiếp tục lên cái luôn, lòi bàn luôn nè. Cái bàn trắng nhách nè các bạn thấy không? Nó bị nước lên đó các bạn, rồi nó trôi nè. Chứ đương không nó đâu có trôi. Ở đây gần ngập mặn mà. Phải chịu thôi các bạn. Không chịu thì chịu, không chịu thì chịu đó. Chịu không chịu thì chịu đó. Thấy không? Tay cường hả? Bấm chuối như như bấm sa sắt vậy. Bóp vô một cái là cho chuối nhịp lép luôn. Ớn thiệt chứ. Ủa, cái kèo này vậy mà không có ong à. Thấy ngon quá vậy. Đó. Nước tè le luôn. Xong luôn rồi. Quá trời nước rồi. Này. Đánh nó gần ngập mặn là phải chịu mấy cái vụ này. Chịu 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 đó. Lòi bàn xanh dơn đây luôn rồi nè. Bữa nay là sữa bẫy đã luôn. Nước nó văng mà trôi lá chứ. Để mày đi. Cho trái chuối đi. Để khúc ở đây. Khúc ở đây. Bước qua lầm. Trời ơi nước mà, nó dằn là quá trời quá đất. Rồi xong. Trời ơi nó trôi cái cây nè. Giạt ra đây luôn. Cái này em bữa dính con màu nè các bạn.
7 y nguyên luôn các bạn, mà nó trôi lá hết trơn luôn. Qua đây coi luôn chút, bỏ chuối luôn các bạn, một lần 3 cái luôn. Ở đây 1 cái nữa nè, chút về lại bỏ chuối luôn, sữa 7 luôn. Hiu dữ vậy ta. Mười sáu cái này mà nó cái nào mà hiu với chậm dính với nguyên thì cường cắt bớt cho video ngắn lại nha các bạn. Ở đây cái bẫy đó nè, không dính luôn các bạn ơi. Đi qua bên đây đi, chút đảo lại sửa cái bẫy này mới được, ngụy trang lại, nước nó dâng lên nó trôi dạt hết trơn. Thấy nước ngập là nản rồi. Ôi nó ngập, ôi ôi ôi. Ôi vô 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 vô, lên hàng lên hàng lên hàng. Trời ơi, ngập như vậy mà vẫn dính luôn. Nè các bạn, các bạn nè, vậy là hồi tối nó không có ngập nè, gần sáng nó mới ngập nè các bạn. Để ra đây nè, dính nè, hương lứa không các bạn ơi. Còn con này cũng không kịp đai nè, lạnh quá nó chết đó các bạn, nắng quá nó cũng chết mà lạnh quá nó cũng chết. Giờ gặp mà nó còn không khạc nữa nè, thấy không? Đưa gần thử coi nè, đưa gần mà còn không ngó luôn, không quan tâm luôn rồi nè, nó nhào nó đớp ngón tay cái ăn mài luôn. Rồi để cường nè, bắt nó ra nha các bạn. Yếu rồi, chắc lạnh quá yếu nè, nó không nổi luôn rồi chứ yếu. Trời ơi, dây cáp mà nó cắn gần đứt luôn nè, xe dây cáp hết trơn luôn, thấy ghê vậy. Nè được cái cái đây, trời ơi sao cái không vậy, cái không à. Để cường bắt ra luôn các bạn ơi. Tiếp tục chỗ này, hôm bữa dính con mau gừng nữa nè, mau gừng 2 kg. Cường chỉ chụp hình lên lấy lá cây che là thôi các bạn. Nói chung ra là con đó nằm trong sách đỏ nên mình hạn chế quay về nó các bạn, mà có quay lên thì cũng chia sẻ mọi người xem mà che hết rồi, với lại cắt cái đoạn nó dính cũng như không thôi, gì thay vì cường không quay luôn. Chứ mau gừng thì gừng nước ngập mặn như thế này nè thì nó bao la luôn á. Nè đây nè, đây dính con hương hôm bữa có bầu đây nè các bạn, hương 2 kg 2 nè. Ở dính con mau gừng nằm ở đây nè, hương ở đây, mau ở đây, một cái bẫy này, chuối còn tinh luôn. Chỗ nào bị dính bị la rồi cái rồi, giống như là nó bị bể các bạn, nó còn y tinh hiện trường luôn. Đó ngay cái lối đường đi bờ tường im ru. Chuối đâu rồi, chuối của tôi đâu rồi, nó hết một miếng à, ăn hết miếng này các bạn.
Rồi bãi bên kia sập rồi. Sập tàu lao. Này. Sập kiểu mà sập không khí. Rồi ở đây luôn luôn im ru luôn các bạn ơi. Không lẽ giờ cái này ta. Giờ qua mấy cái gãy kia. Thôi cái bên kia đi. Cái bên này nè. Nó không dính nữa rồi, còn giờ luôn. Đặt bữa nay thấy tới bữa nay luôn mà thấy nó không có thành quả gì hết. Nhìn cái lối đi của nó hơi hiu quá. Đó. Chút giờ nó luôn các bạn. Rồi, còn có mấy cái à. 14 cái thăm nhanh lắm các bạn ơi. Nó không phải như cái bẫy gắn. Mà xa xa cái đặt 30-40 cái. Cái này thinh luôn. Chuối còn luôn các bạn ơi. Nè. Đó. Cái nào không dính cường quay nhanh lẹ cho các bạn xem xúc tích. Chứ ngồi nói hoài nó dài lắm. Mất thời gian các bạn xem. Còn một miếng chuối. Cho thêm một miếng. Thơm phức giờ bữa nay nó chín thơm ghê. Mình cũng muốn ăn này không chi. Hương. À. Đây tiếp tục cái bẫy mà bữa dính còn hơn 1,5 kg nè các bạn. À. Ở đây nè. Rồi im ru luôn. Cho miếng chuối luôn. Đó. Bữa dính nằm đây nè. Con 1,5 kg nó không có dãy mạnh các bạn ơi. Hiện trường nó rất là đơn sơ. Lôi vô đây nó nằm đây thôi. Bẫy đây nè. Rồi tiếp tục luôn. Cái cuối. Cái cuối từ đó vậy cũng chưa có thành quả luôn. Rồi y thinh hiện trường luôn. Xong luôn. Ủa sập rồi ta. Ui sập rồi. Ui. Ui. Con hương. Trời ơi vô con hương nữa các bạn ơi. Đây nè. Nằm nó quấn đây nè. Đây lỗ bẫy nè các bạn. Trời ơi tới ngày hôm nay nó mới chịu sập. Cái bàn đâu. Đây các bạn chìm nghiễm dưới đây luôn. Đóng xét đóng ten luôn nè. Trời ơi. Cường nói đón đường nó ở đây nè. Kiếm cây rồi ha. Hai cái kẹt hóc cây nè. Trời ơi, nhìn từ xa tưởng còn nguyên hiện trường, vậy hót lỗ chưa cho nó đây, nó dãy đành nè. Quá trời quá đất không. Đây, ông cài dính con cái không, bữa nay coi con gì đây. Con đực rồi các bạn ơi. Đực nè, bồi gỗ thơm. Chính giấy bành kỳ. Rồi, lìa chân luôn rồi. Lìa các bạn ơi. Lìa chân nè. Hùng ghê, đực nó hùng hơn cái nha các bạn. Con này chắc tầm 2,5 kg các bạn ơi. 2,3 kg, 2,4 kg rồi. Thơm quá trời thơm luôn. Ui. Quá đã luôn các bạn ơi. Ôi. Tuyệt vời. Rồi. Để bắt nó ra luôn các bạn. Rồi căng luôn cho các bạn xem luôn nha. Nó gần lìa tay các bạn ơi. Nó dãy dụa dữ lắm mà. Vô gốc cây này nằm ôm tờ nó qua gốc cây kìa. Bẫy sấy luôn các bạn, thấy không? Thì nó qua lên trên luôn, nó chèo cây luôn mà nè. Nó quậy khúc này bẫy sấy luôn. Thì cái móc còn kìa. Nè cái móc nè. Hồi quấn lọn trong đây luôn. Ui gần lìa các bạn ơi. Xử lẹ mới được. Thì nó đứt nó chạy luôn á. Sơ tái nó thôi. Hương tái chanh nó thôi.
đuôi đây. Không nắm đuôi được. Không nắm đuôi được, cái gì nó quắn tè le luôn. Tay lấy hộp me luôn. Giờ sở dây ra trước các bạn ơi. Quá chặt à. Rồi nó quấn đây tè le vậy. Lọn lọn đây luôn. Canh cái tay. Giờ phải tháo cái dây móc ra đàng hoàng hết. Rồi mới tính tới cái chuyện sở nó. Muốn tè le hột me luôn. Cái móc phải lớn thôi mà tôi còn không nổi mà. Thấy là trống trống nha, rồi tính chạy hả mày, chạy đâu cho khỏi nắng. Vô mấy cái dây này là khó ra lắm, quấn là không có đường ra đâu, quấn có đường vô thôi. Đu bằng vô ngay cái cạm nữa. Ngay cạm luôn. Đưa vô đớp liền. Xui vậy. Dò ngay cái cạm luôn mới ghê chứ. Đó. Đây các bạn. Trời ơi, còn chắc 2,3 kg à. 2,3 kg, 2,2 kg. Có thể là cao lắm là 2,4 kg. Nè. Các bạn thấy hiện trường nó quậy chưa? Gãy luôn cái chân luôn. Quá tuyệt vời các bạn. Rồi cho vô túi căng luôn. Đây túi này mới dính con bìm đẹp. Hôm gài bắt là 3 con cá rồi đó các bạn. Cái này con đực. Còn nữa, còn 2-3 con đực nữa. 2 con cái có bầu. Lấy một mình anh này anh làm. Đó là ba mình chứ. Rồi căng luôn các bạn ơi. Cho nó nóng. Nãy cần đón là 2,3 kg, 2,4 kg đó các bạn. Để coi chính xác không nha. Nè cái căng nè. Xúc không. Ngừ cái gì mà ngừ. Thơm quá trời thơm luôn. Ông gà bảy hương ở đây chứ thật sự chưa hử được mùi thơm luôn.
chỉ hửi được cái mùi thơm ở chỗ mà cái bẫy hồi nãy mà nó dậm mà nó né bẫy đó các bạn. Ở đó cũng còn đực nữa đó. Nhiêu đây? Không biết luôn. Trời ơi, y chang vậy. Có 2,4 kg. Vậy là còn cái trừ cái túi 100 g còn 2,3 kg. Nè. 2,4 kg các bạn ơi. Ui. Quá trời mệt rồi. Nghỉ mệt uống miếng nước cái đã các bạn ơi. Cũng được rồi. 14 cái. Tới cái bẫy cuối cùng. Làm con Hương không uổng công mình bấm máy. Mà nói chung ra cũng bấm máy quay liên tục đó các bạn. Có khi lóc thấy bà luôn, cả tháng cũng được. 2-3 con cũng xó. Để cần nghỉ mệt tí. Quá mệt rồi. Tiếp tục điểm mới luôn các bạn ơi. Ở đây thăm gần 4 lần rồi các bạn. Bữa cái cạm bên đây nè, dính cũng bềm bẹp mà kiến vàng không cường. Không có đặt lại luôn, để nào hết kiến vàng mới đặt lại. Bên đây có đặt cái lồng luôn. Ui, sập rồi. Trời ơi. Ui trời ơi. Dính em Hương rồi nè. Trời ơi. Ê, nó đẻ luôn. Trời ơi. Nó đẻ luôn rồi các bạn ơi. Chết bà, kiến cắn rồi. Đẻ được 2 con nè. Trời ơi, cái này anh em bảo diễn nữa cần thua luôn nè. Nó dính 100% thiệt mà nó đẻ trong lòng luôn. Trời ơi. Chết bà. Đừng có để nó bị chết các bạn. Con mẹ nó bị chết là nó ăn con. Kiến chủ mát đấy. Ủa nó bị chết là nó ăn con. Ôi đẻ luôn. Vô kèo luôn rồi trời. Trời ơi. Ngày hôm qua cường đi công chuyện, đi bên Đức Hòa bản. Bỏ một cử thăm. Hôm nay vô con Hương các bạn, gửi đẻ luôn trong lòng luôn nè. Kiến vàng cắn nó kìa. Ui là trời. Ủa nó cắn lòng tà mỏ luôn rồi nè. À, tà mỏ luôn các bạn. Trời ơi, nè, cháy nắng quá. Hồi lần đầu tiên cường mới thấy cảnh này luôn. Đây là con thứ hai cường dính lòng rồi nè. Clip trước ở kênh trước cường có dính lòng một con đực 2 kg. Hôm nay dính con cái lòng nè các bạn. Rồi hôm nay đẻ luôn nè. 2 con nè các bạn nè. Trời ơi. Giờ không có để cho nó chết các bạn ơi. Nó chết lên là nó bị trầm cảm là nó cắn con nó. 2 con nè, còn đường ruột, còn máu me, còn nói chung ra là nó còn cái gì cái nhau của nó. Ghê lắm. Trời ơi, hên quá vô thăm. Ngã cái lồng cường đặt đây nè các bạn. Ý gì? Ngã lồng. Nè. Ôi ôi trời. Vô kèo luôn, vô kèo, vô kêu kèo. Ủa đẻ 2 con rồi. Cái này cường phải chở về nhà liền các bạn. Để về nhà cho nó, cho nó bình tĩnh lại. Rồi cho nó nuôi con nha các bạn. Chứ cầm mà sách mà đi mà nói như thế này là nó chết lên nó ăn con nó luôn. Giờ sao đây ta? Còn cái cạm chưa sửa nữa kìa. Đây, cường cho các bạn coi nè. Trời ơi. Chính con Hương lần đầu tiên đẻ trong lòng luôn. Nè, dính con bìm bẹp nè các bạn. Kiến vàng không nè. Đó, cường không dám sửa bẫy luôn á. Nếu mà sửa bẫy cái này là nó dính con cái nó gãy chân rồi nè. Thấy không? Hên giờ nó dính lòng, con cái dính lòng. Mà giờ đẻ luôn. Anh em trong nghề nhìn là biết nha các bạn. Nè, muốn để một con Hương mà nó đẻ, nuôi nó ra, nuôi đến lúc đẻ rất là kỳ công và cực khổ các bạn. Mà cái này dính lòng mà đẻ trong lòng luôn. Sự thật 100% nha các bạn nè. Ôi ơi, lần đầu tiên cường mới thấy luôn cái cảnh này á. Ôi ơi, đói lắm mà cường để có 3 trái chuối thôi à. Lần đầu tiên Hương dính lòng mà đẻ trong lòng luôn. Ôi ơi, cái này nó bạn cái nè. Trời ơi, ghê quá các bạn ơi. Muốn quay thật lâu để cho các bạn chiêm ngưỡng luôn á. Ê, nó đạp con nó, đạp con ơi, đạp con nó. Nó bị chết các bạn ơi. Rồi bây giờ cường sẽ lôi ra ngoài kia và xử nó nghe các bạn. Cho nó vô túi và đem con nó về nhà. Để vô cho nó bình tĩnh lại. Để nó chết rồi là nó ăn con nó luôn là mất 2 con. 2 con này nếu mà mình nuôi trưởng thành lên một cặp cũng mấy triệu bạc đó các bạn.
Trời ơi mừng quá các bạn ơi. Thôi bây giờ Cường sẽ để đây y thinh hiện trường, tuần qua bên kia thăm cái kia nữa cho nó xong luôn các bạn. Còn một cái nữa, trời ơi mừng quá. Lần đầu tiên trong đời, trời thương trời thương. Các bạn biết giá trị của một con hương nó như thế nào không? Một con như vậy là một ký á mấy triệu bạc, mà con hương đó là Cường đón cho chắc cũng tầm 2 ký rồi đó, 2 ký 1, 2 ký 2 á, con cái đó. Mà bây giờ để 2 con nữa, các bạn nhân cái số tiền lên, trời ơi bắt 1 mà được 3 luôn, vô kèo vô kèo, để về nhà liền các bạn ơi, không có để lâu được, để lâu nó ăn con, nó bị chết, nó ăn con liền á. Đây bên đây còn cái cuối cùng nè, 2 cái đầu tiên nó sập tới dính chuột không à. Đây đây cái bẫy nè bạn, không sập nha, đó có công dây cáp nè. Rồi để Cường bắt nó bỏ vô túi xong xách về nha các bạn. Rồi tiếp tục mình tới cái khu này là cái khu hôm bữa dính con chuồng cái trong lòng đẻ 2 con Barbie đó các bạn, clip trước á. Đây là khúc đầu nè, khúc đầu vô 2 cái cạm nè, chỗ này chỗ dính con chuồng cái đẻ trong lòng luôn á, 2 con Barbie. Đây cái cạm đầu tiên nè, có gì cáp nè các bạn thấy không, gì dướng trời, gì mà nắng thì ghê thiệt, có chỗ mưa các bạn, mà chỗ Cường thì không có mưa, nắng gì mà nắng suốt thiệt luôn, nắng mà hốc thở mệt gần chết luôn, trời lạnh dễ nha các bạn, trời nắng nóng hốc. Rồi phải chèo qua mấy cái cây dừa nước nè các bạn. Cường đeo hôm nay cũng từ cái bữa mà dính con chuồng cái trong lòng các bạn, để 2 con Barbie đó, hôm nay cũng tháng cái gì Cường chưa cuốn, ở đây còn có 2-3 cái cạm à. Ủa bẫy sập rồi ta, kìa bẫy sập rồi, dính chuột cái gì đây, bữa dính con cái rồi chắc con này dính đực á. Rồi thiệt rồi kìa các bạn ơi, vô rồi, dính nguyên con hương đằng đó kìa, các bạn thấy không, từ xa kìa. Ở đây mà bay các bạn là chỉ lụm hương thôi các bạn, nằm một cục ở trong đó kìa. Nè các bạn thấy không nè, để Cường zoom lại nha. Nè nè ngồi nè, nè nè, yeah. Tuyệt vời luôn các bạn ơi, bay bàn là biết lụm rồi. Đây cái bẫy đây, lỗ bẫy nè, vậy là nó dính nó lôi trong đó các bạn, rồi xong nó lôi ra đây. Ê cái con này chưa bị thương nhiều nha, không biết đực 2 cái đây. Rồi để Cường bắt nó ra các bạn, nè công dây cáp nè, nó lôi nè. Ra đây biểu coi. Đây con hương nè các bạn, chắc cái nữa quá. Đó các bạn thấy không, đây lông xám ta, lông tối tối. Đưa cái đít đi nè, nè cái cạm nè các bạn, nó dính đây nè, dính chừng sao các bạn ơi. Trời ơi có một gương mặt một luôn, y gan con cái hôm bữa dính lòng mà đẻ có 2 con Barbie nè các bạn, y chang luôn, có một gương mặt một. Này biểu ơi, ê hết hồn mày nè, đó chắc con này tầm 2 ký quá, nhìn nhỏ chứ không có lớn nè các bạn, 2 ký quá. Rồi để Cường bắt nó ra luôn các bạn ơi. Lụm hàng vô là biết lụm hàng rồi, nằm một cục kìa, thấy không các bạn, thấy không, đó hiện trường của những con thú mà nó dính nó sẽ như thế này nè, quậy bấy sấy nằm một cục đùng vậy nè.
quậy một đùng trong đây luôn trời. Cái nữa các bạn ơi, thường dầm cái bẫy ra luôn. Tôi sợ nó cắt đứt tay, tôi sợ lúng quá. Cái nữa các bạn ơi. Ui con đực. Ý, đực tơ. Nè có giấy nè các bạn, nó con cua luôn kìa. Đực tơ các bạn ơi. Nè. Không biết có gãy chân chưa nữa. Con này tầm 2 kg quá. 1 kg 8 kg 9 nè. Tơ mới con kg 8 kg 9 mà thơm phức rồi nè. Có mùi nè các bạn. Hồi nãy vô thì không có mùi. Mà giờ có mùi rồi. Nắng quá nắng rồi. Không biết gãy chân không ta. Được tơ. Dính là được các bạn ơi. Để coi cái giò gãy không. Rồi. Giò gãy rồi. Nè các bạn. Đực mà gãy chân rồi là không có nhảy được nha các bạn. Nè. Con đực. Trời ơi cái này chắc ký 7 ký 8 quá. Thôi dính là được các bạn ơi. Rồi để Cường cho vô túi luôn. Con này sạch bon luôn, không có quậy gì mấy tại nó nhỏ quá. Chứ nó bự là nó quậy thôi. Tung té chỗ này luôn á. À da. Để Cường để máy cái đã. Cho vô túi trước tinh tinh. Con này hiền ta, không có năng động đồ mấy. Ừ, vô túi rồi mà còn chào ra nữa. Nè vô nè, 1, 2, 3, át xanh giếng. Cả tháng mới được con rồi các bạn, mừng lắm luôn á. Yêu cầu được con là được rồi, không cần biết bự nhỏ gì hết. Có cái video chia sẻ mọi người xem, cũng có hàng để mình cũng có một chút thu nhập nữa các bạn. Ok, ở đây cũng có cái lồng nữa nè các bạn, sẵn tôi quay trực tiếp luôn cho các bạn xem luôn nha. Mọc ẻm rồi đó. Ra đây xem cái lồng luôn, cái lồng kế đây nè, mà không biết nó có vô lồng không, tại sao nó vô cạm trước rồi. Ây da, trời ơi cái lồng kế bên đó mà không vô ta, bạn thấy không cái lồng kìa. Tuốt trong đó đó. Nằm đây nè. Có chuối luôn. Chằng nhà dân mà thêm chó nữa. Rồi sập rồi. Sập rồi. Sập rồi. Ôi dồi ngã cây luôn. Đấy đấy dốt cạp đây. Cây nó cạp nè cậu ơi. Gãy cỡ này luôn. Ôi dồi cạp. Sơn ơi Sơn. Vô đây coi nè. Chắc lụm hàng thôi. Bây giờ em muốn văng cho nó luôn. Rồi, cái tay em vung luôn anh thấy không nè. Vậy là em cái cầm mà tay em vung luôn. 4.6 trừ cái túi này 200g còn lại 4.4. Em nói cái túi này á không được 200g đâu. Trời ơi anh công nghệ mà em nói gì Sơn.
anh đi bảy biết bao nhiêu lần luôn, là cái túi này là 200 gram đó. Giờ em cá anh chậu nước đó. Chậu nước phải không? Nếu mà cái túi này 200 gram đó, em bao anh chậu nước. Ok, bây giờ okay. Bắt ra ha. Đúng. Rồi bỏ xuống. Bây giờ là anh đoán nó là cái túi này 150 hoặc 200 gram nha. Em đoán là cỡ nhiêu? Cái túi em này nói, nhiêu? Em nói là nửa trăm gram.